sau khi có một số cái tin tức rằng là cái dự án này sẽ hợp tác với cả bên Facebook để phát triển cái nền tảng Metaverse sắp tới thì cái đồng coin này trong 24 giờ vừa qua tăng trưởng rất là mạnh và hiện tại vốn hóa thị trường của nó đang là 71 triệu vẫn là dạng low cap thôi mọi người nhé. Hello anh em, chào mừng người đã trở lại với channel của mình. À, như đầu video chúng ta thấy rằng thì cái dự án là VR thì nó đang có một số các nguồn thông tin ở trong dự án của nó rằng là nó sẽ kết hợp với cả Facebook. À, có nghĩa là Facebook sẽ có một cái khoản đầu tư vào trong cái dự án này, chắc chắn là cái điều như vậy. À, thì um, nó sẽ kết hợp để nó làm về cái bảng metaverse. Metaverse thì mọi người có nghe rất là nhiều trong thời gian vừa qua, đặc biệt là uh, tỷ phú CJ, uh, CEO của sàn Binance thì đã có hashtag cái trend metaverse. Thì chắc chắn là cái metaverse cũng sẽ là một cái trending vào trong khoảng thời gian hiện tại thì nó cũng đang bắt đầu là có nhú nhú lên rồi đúng không? Và chắc chắn là nó sẽ trở thành một cái trending vào khoảng cuối năm nay và đầu năm sau mọi người nhé đó thì và đặc biệt là ngày hôm qua, ngày hôm qua ngày hôm 28 tháng 10 đó thì mọi người có thấy ra một cái sự kiện rất là lớn ở trên nền tảng Facebook hiện tại đang có số lượng người sử dụng nhiều nhất trên thế giới đúng không? Đó là uh, CEO của Facebook là ông Mark Zuckerberg thì ông ấy đã uh, đưa ra cái thông tin rằng là công ty đã đổi tên thành Metaverse và với khoản đầu tư là 10 tỷ đô thì sẽ mong rằng là cái công nghệ Metaverse sẽ đưa đến toàn tất cả mọi người trên thế giới chúng ta có thể sử dụng và trải nghiệm những công nghệ đó. Cái công nghệ Metaverse thì mình nói rất là nhiều rồi, nó ứng dụng không riêng ở không riêng gì ở trong game game đâu mọi người nhé. Thì nó còn ứng dụng rất là nhiều ngoài cuộc sống như là chúng ta có thể là họp hành này hoặc là chúng ta có thể tham gia các buổi hòa nhạc hoặc là buổi cả hoặc là các cái buổi gọi là diễn xiếc gì đó. Đại loại như thế về nghệ thuật mọi người nhé. Hoặc là chúng ta như là Facebook Facebook này, Metaverse hướng đến đấy. Có nghĩa là chúng ta có thể là họp hành hoặc là bất kỳ ở đâu nơi đâu ở bên Mỹ chúng ta có thể họp như ở Việt Nam như là cạnh chúng ta đang ngồi cạnh nhau đây. Đó. Hoặc là ăn uống vui vẻ với nhau thế luôn đấy. Đó giao lưu giải trí công nghệ nó càng ngày càng phát triển ấy nó dẫn đến cho con người ta chúng ta là có thể là hòa nhập với cả cuộc sống uh, ở những khoảng cách rất là xa không chỉ nhìn qua màn điện thoại mà chúng ta còn có thể là như kiểu chúng ta có thể cầm nắm nhau được ấy. đó đó là một cái điều rất là hay của metaverse ok thì trở lại với cái video của ngày hôm nay thì mình sẽ nói um, sẽ review qua cho mọi người chúng ta cùng review về cái dự án gọi là zepa ava chúng ta sẽ nói qua một chút về dự án SEV-AVA xem là nó có những tiềm năng phát triển trong thời gian tới hay không mọi người nhé sau những cái tin tức như vậy và đặc biệt là những cái gì mà nó đang làm được Chima mọi người đấy đó là cái website chính thức của cái dự án SVa này mọi người nhé. Thì hiện tại cái dự án SVa này á, mọi người lên cái website chính thức thì mọi người sẽ thấy luôn poster ngay đầu tiên uh, của cái website luôn, đó là cái hình ảnh của một nghệ sĩ rất là nổi tiếng trên thế giới, một ca sĩ rất là nổi tiếng đúng không? đó là ca sĩ Lady Gaga và với uh, những cái tầm ảnh hưởng của cô ấy cũng như là các nghệ sĩ hiện tại trong cái dự án này thì chúng ta cùng xem là dự án này sẽ gọi là thời gian tới thì nó sẽ phát triển mức độ như thế nào mọi người nhé thì cái dự án này nó là cái gì thì xét uh, nó sẽ là một cái công ty thực tế mà hóa nổi tiếng nhất thì nó có nghĩa là nó sẽ gồm phát triển gồm cả phần mềm và phần cứng ấy phần cứng của nó thì nó sẽ có một cái thiết bị đó là cái thiết bị tai nghe thực tế mã hóa gọi là thiết bị tai nghe xét mọi người nhé mọi người có thể tìm kiếm cái thiết bị đúng là cái tên như này luôn ở trên Google search mọi người nhé thì hiện tại cái nền tảng này nó đã có ở trên app luôn nó đã có trên app ở trên iOS cũng như là ở trên Android rồi chúng ta có thể tải về để chúng ta trải nghiệm qua cái ứng dụng của nó thì cái ứng dụng này nó sẽ làm những cái gì trong cái ứng dụng này theo sau khi mà chúng ta tải về chúng ta có thể nhất là chúng ta cũng thể mua sắm được cái tai nghe của nó này như là giá của tai nghe như là đâu đó khoảng tầm tầm 80 đô gì đó mọi người nhé à, và cái ứng dụng này thì nó sẽ gồm ở trong ứng dụng nhé nó sẽ gồm các cái buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu á như là là Katy Perry này hoặc là Lady Gaga hoặc là YouTube đó là những cái nghệ sĩ mình uh, nêu qua mọi người có thể xem qua nhé thì xét uh, này này nó có một cái đặc điểm rất nổi bật đó là nó có cái uh, dự án này nó đang có một cái mối quan hệ rất là đặc biệt với một cái hãng về âm nhạc rất là nổi tiếng ở đó là Eurosaw Music Group đó thì chúng ta có thể xem qua một chút về cái thông tin của cái dự án ở trong website chính thức của nó ngay sau đây hiện tại cái dự án xét này nó đã được giới thiệu ở trong Venture Beat hay là Forbes hoặc là ở trong Core Central, Labdat hoặc là Yahoo Tech thì mọi người có thể xem qua về những thông tin ở đây thì đây chính là những cái gương mặt uh, những ca sĩ rất là nổi tiếng đúng không chúng ta nhìn qua đây là những ca sĩ quốc tế rất là nổi tiếng đó những cái tác phẩm nghệ thuật của họ thì gọi là những tác phẩm đi theo năm tháng luôn đấy mọi người nhé đó đây chính là cái thiết bị mà kính thực tế ảo uh, mà hiện tại thì sẽ đang uh, cung cấp ở trên cái nền tảng uh, trên điện thoại cho chúng ta để chúng ta có thể là ở những nơi rất xa chúng ta cũng có thể là tham gia các buổi hòa nhạc được và cái nền tảng mà về phần cứng của nó thì nó đang hợp tác với những cái đối tác rất là nổi tiếng như là Universal T-Mobile và ở đây có cả logo táo cắn dở đó là Apple mọi người nhá đó rất là gọi là hoành tráng đúng không, mọi người cái dự án xét thì hiện tại nó đang kết hợp với cả cái trend hiện tại chúng ta đang nghe đến rất là nhiều đó là Metaverse uh, dựa vào công nghệ blockchain thì nó sẽ cho phép là mã hóa cái vé mọi người nhá vé thông minh uh, cho người uh, sáng tạo nội dung chúng ta cũng có thể là, là theo dõi hoặc là xác minh các doanh số vé bán hoặc là tài sản kỹ thuật số trên chuỗi cối uh, của xét có nghĩa là những người mà sáng tạo nội dung ấy, thì họ có thể là tạo cái nền tảng vé của mình ở trên cái đồng token là cái đồng xét này này mọi người này đó họ có thể tạo ra như vậy và họ có thể là quản lý được doanh số vé cũng như là các cái tài sản của mình ở trên cái chuỗi khối là chuỗi khối của xét này mọi người nhé trên cái xét của đấu tre này đó và ở đây thì họ cũng nói rằng là cái điều này thì họ sẽ đảm bảo cho cái phần gọi là thanh toán về cái quyền bản quyền cho những người sáng tác mọi người nhé và đây là một số các tính năng của SEC. À, thì SEC thì nhằm mục đích giới thiệu tất cả những tính năng cho ngành công nghiệp âm nhạc và thực tế mã hóa. Đối với cái SEC Blockchain ấy thì nó sẽ bằng cách là cung cấp sử dụng các cái Blockchain và các cái giao dịch SEC an toàn hơn và minh bạch hơn vì nó sẽ cung cấp một cái bản ghi bất biến và các giao dịch Blockchain ở trên cái nền tảng của SEC này. Và cái thứ hai nữa ấy, là cái token uh, SEC này thì hiện tại nó đang xây dựng ở trên cái nền tảng Ethereum uh, với cái tiêu chuẩn LC232 mọi người nhé. Những người nắm giữ xét thì sẽ được gọi là xét cơ và có thể là truy cập và quản lý các tài khoản của mình cũng như là các giao dịch tài sản của mình ở trên nền tảng của xét với một phần chi phí rất là nhỏ mọi người nhé, chi phí rất là nhỏ thôi cho cái phương thức mà gọi là uh, thanh toán về truyền thông của mình nhé uh, Như kiểu là những cái người sáng tạo thì họ sử dụng cái nền tảng này thì với chi phí rất là rẻ, đây nó nói rõ luôn là một phần mười của một sen cực kỳ là nhỏ luôn mọi người nhé, một sen đấy, một sen chứ không phải một một đô la đâu nhá, đó. Và ngoài ra thì các cái sếp cơ là những người mà có thể là thu thập ở các cái bộ sưu tập của mình như kiểu NFT quý hiếm của mình á có thể là truy cập vào các cái các cái gọi là ban nhạc yêu thích của mình cũng như là trở thành các cái nhà xuất bản hay là chủ sở hữu đối với những tài sản kỹ thuật số của mình từ những người sáng tạo nội dung ở trên toàn cầu đó rất là hay đúng không, mọi người cái này có nghĩa là NFT nó không riêng về những hình ảnh đâu mà sắp tới NFT nó còn có rất là nhiều các cái khác liên quan đến âm nhạc cũng như là mọi thứ luôn ừ, và thực sự là rất là nếu mà cái công nghệ blockchain ấy cũng như là cái crypto này hiện mà được nhiều nước nhiều quốc gia nó chấp thuận ấy, thì còn nhiều thứ khác có thể là áp dụng vào NFT cơ, cho nên NFT nó sẽ là một cái mảnh ghép không thể thiếu trong cái crypto chứ không phải là riêng nó chỉ là một cái chain đâu mọi người nhé Nếu mà cứ nhớ như vậy, nếu mà được chấp thuận tất cả thì không riêng gì những cái liên quan đến nghệ thuật hình ảnh đâu mà nó còn mã hóa luôn cả những cái tài sản thực tế, ấy. có thể là những kiểu bất động sản thì đấy cũng có thể trở thành những NFT mọi người Đó thì thế đấy gọi là những cái tương lai giả dụ như vậy mọi người nhé. Trên màn hình mọi mà người thấy đây thì đây sẽ là một cái hình ảnh mô phỏng khi mà chúng ta tham gia vào cái buổi hòa nhạc ở một cái nơi rất là xa. Chúng ta đeo cái thiết bị của xét và chúng ta sẽ sử dụng những công nghệ blockchain của nó. thì chúng ta như kiểu chúng ta đang ngồi ở ngay tại cái buổi hòa nhạc đó luôn mọi người. đó chính là một cái mà hiện tại Facebook đang hướng đến như thế mọi người nhé. Sau đây chúng ta sẽ đến với một số các gương mặt ở trong đội deep của dự án này mọi người nhé. À, chúng ta có thể điểm qua một số gương mặt như là bà Mary Spireo à, hiện tại đang là CEO của cái dự án này hay là ông à, Justin King thì ông ấy là kỹ sư blockchain của dự án đúng không? Thì Sevia thì nó đang phát triển các phần mềm và phần cứng và giành được rất là nhiều các giải thưởng trong thời gian vừa qua thành lập năm 2000, 2018 mà thì công ty này đã hợp tác với những cái ngành công nghiệp rất là tên tuổi như mình vừa nhắc qua đúng không như kiểu là Universal Music hoặc là Apple hoặc là T-Mobile đó là những cái gương gọi là những cái tên rất là kinh khủng đúng không thì ban cố vấn của họ thì toàn là những thành phần chủ chốt như mình vừa kể tên đấy nhà sáng lập cũng như là kỹ sư blockchain hiện tại thì họ đang có rất là nhiều những kinh nghiệm ở trong ngành blockchain cũng như là kinh nghiệm ở trong các cái ngành về âm nhạc kỹ thuật số mọi người nhé. đó chúng ta có thể xem qua những gương mặt này. ok thì ở trong website chính thức chúng ta có thể tham gia vào những cái cộng đồng số số hiện tại của cái dự án này như là facebook hoặc là telegram hoặc là twitter, youtube mọi người nhé. ở trên twitter thì uh, hiện tại cái dự án này đang có 83k follow đó thì nó cũng để hình ảnh uh, đại diện luôn là cái nghệ sĩ legera này cho cái dự án đúng không? thì chúng ta có thể là join vào kênh telegram của nó luôn mọi người nhé khi mà chúng ta cần hỏi gì về dự án chúng ta có thể join vào trong này để chúng ta hỏi về trực tiếp luôn cái đội support đội deep của dự án mọi người nhé đó, ngoài ra chúng ta sẽ có cả cái kênh Facebook này, Facebook Tích Xanh đúng không nhé, đấy dự án này và những video của nghệ sĩ Lê đúng không, hoặc một số nghệ sĩ khác đó chúng ta có thể nhìn thấy những gương mặt rất là nổi tiếng đúng không? Ok và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với đồng token ở trên coin market cap mọi người nhé Tại thời điểm mình làm video đây thì giá của cái đồng xét này với mã token là CEK -E thì giá của nó đang là 0,096 đô la và và vốn hóa thị trường của nó đang là 70 triệu đô mọi người nhé à, khối lượng giao dịch trong 24 giờ cũng là hơn 12 triệu và tổng cung con này là một tỷ đồng token đó thì chúng ta có thể xem một đồng con trắc của nó ở đây thì nó chạy trên nền tảng Ethereum sẽ có con chắc của Ethereum và của cả Binance Smart Chain đấy mọi người nhé cái này thì đã được audit ở trên Citrix mọi người nhé chúng ta có thể mua được cái đồng uh, token này ở trên những sàn như là ban Swap uh, hoặc là ở trên Hootbit thì nó cũng đã Hootbit thì nó cũng đã có cái đồng token này rồi giá Hootbit đang là 0,91 đô la và trên Banke là 0,99 mọi người nhé đó, chúng ta có thể xem qua về những cái thông tin ở đây chúng ta có thể giao dịch ở những cái sàn nào mà có vốn giao dịch lớn đấy mọi người nhé có những sàn mà có vốn giao dịch lớn như kiểu là ban cây swap quá hoặc đấy để chúng ta có thể mua những trên những sàn đó thì cái đồng token này thì nếu mà chúng ta mua thì thời điểm hiện tại này thì giá của nó so với ngày hôm qua thì đã x2 x3 rồi đây chúng ta có thể xem qua ngày hôm qua dữ liệu của ngày hôm qua đây giá thấp nhất là 0,49 đô la đúng không ngày 29 mình làm này là lúc đêm ngày 30 rồi nếu một ngày hôm qua tính là ngày 28 thì hiện tại đang là giá x3 mọi người nhá trong mươi 24 giờ thì nó đã x3 rồi nó tăng trưởng rất là mạnh sau khi mà có cái tin tức là nó hợp tác với cả Facebook đúng không mọi người đấy thì với cái vốn hóa thị trường này thì mình đánh giá cái đồng con này còn đang rất là tiềm năng đặc biệt là với cái trend metaverse sắp tới Tuy nhiên nhé, tất cả nội dung video là mang tính chất là tham khảo, không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Mọi người hãy biết là quản lý cái rủi ro tài chính của mình khi mà tham gia vào thị trường tiền tử mọi người nhé. Đó thì nếu mọi người muốn bắt lại đồng coin này ở cái giá đẹp á, thì chúng ta có thể là canh điều chỉnh ở cái vùng là 0,054, 0,06 là chúng ta có thể là mua được rồi. Còn nếu mọi người muốn thì mọi người có thể mua một giá một ít ở cái giá hiện tại. Còn lại chúng ta sẽ DCA khi mà thị trường nó có biến động mọi người nhé đó thì qua video này chúng mình đã giới thiệu cho mọi người về cái dự án gọi là xét là một cái dự án liên quan đến uh, Metaverse sắp tới đúng không? Đó thì mọi người cảm thấy video ấy hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube mình có gì không hiểu chúng ta hãy comment ở dưới phần bình luận để chúng ta cùng bàn luận tiếp về những chủ đề như này mọi người nhé. Xin được cảm ơn tất cả anh chị em đã dõi video này và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video sau.